đại gia chơi độc, đốt tiền tỷ săn loạt cây cảnh hàng trăm tuổi. Từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng là giá trị của những siêu cây mà các đại gia Việt đã bỏ ra để sưu tầm những cây cổ độc lạ hiếm. Gốc hồng mẫu tử trăm tuổi. Ông Lê Minh, một chủ vườn cây cảnh ở Sapa, Lào Cai cho biết, cách đây không lâu, ông tìm mua được một gốc hồng rừng cổ thụ ở La Bán Tẩn, Mường Khương, Lào Cai. Sau khi đánh gốc hồng rừng này về vườn, ông đã tiến hành chăm sóc, ghép vào gốc hồng ba loại hoa gồm hoa hồng màu đỏ, hoa hồng màu vàng chanh và hoa hồng cổ Sapa. Cây này chưa phải là gốc hồng cổ nhất vì tuổi đời của nó chỉ khoảng trên 100 tuổi. Thế nhưng, đổi lại dáng của nó lại rất độc đáo, với bề gốc có đường kính to bằng cái mâm cơm, từ gốc chính chia làm 7 thân tổng thể, trong đó có một thân lớn với đường kính thân to bằng bắp đùi. Thân này cao vượt trội với tán xòe ra như chiếc ô. Những thân còn lại có đường kính nhỏ bằng bắp chân, quây quần ngay bên dưới thân cây lớn nhất. Theo ông, đây là gốc hồng rừng cổ, lại có dáng độc lạ nên dân chơi cây cảnh của Trung Quốc cực kỳ thích. Hôm vừa rồi, một đại gia Trung Quốc đích thân sang tận nơi xem gốc hồng rồi trả giá 850 triệu đồng, thậm chí sẵn sàng chi đến tỷ bạc, nhưng ông nhất quyết không bán. Ông Minh cũng tiết lộ ông đã phải bán rất nhiều gốc hồng nhỏ trong vườn để sở hữu được gốc hồng này. Hiện ông chưa muốn bán gốc hồng thế mẫu tử này, nhưng nếu gặp người tâm huyết, ông sẽ bán, song cũng chỉ bán cho khách là người Việt Nam. Cây ổi quý 100 tuổi, 1 tỷ đồng không mua được. Ông Nguyễn Gia Thọ không còn là cái tên lạ lẫm trong giới chơi cây cảnh. Vị đại gia ngành nhựa nổi tiếng với bộ sưu tập siêu cây cảnh trị giá lên tới hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều cây thuộc dạng hiếm có, khó tìm. Gần đây nhất, hình ảnh về cây ổi bonsai cổ thụ trăm năm tuổi trong vườn nhà ông bất ngờ gây sốt và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nhờ hình dáng lạ mắt. Theo đó, cây có chiều cao khoảng 1 mét, đường kính thân là 60 cm với dáng thế bạt phong. Đây là cây ổi bonsai mọc trong chậu, có tuổi đời trên 100 năm, được ông Thọ mua của một tay chơi Lâm Đồng. Theo vị đại gia này, ở Việt Nam, những cây ổi bonsai, ổi cổ thụ không phải là hiếm, có rất nhiều. Song để tìm được một cây ổi có dáng cổ kính, thân u bướu, đặc biệt là ra quả trĩu trịt quanh năm như thế này là rất khó, tìm cả Việt Nam chưa chắc đã có cây thứ hai. Dù không tiết lộ giá cả cụ thể, song vị đại gia ngành nhựa chia sẻ đã phải chi một số tiền không hề nhỏ để sở hữu cây ổi cổ thụ có 102 này. Theo ông Thọ, cây ổi ra xanh tốt quanh năm. Vào tháng 3, tháng 4, cành cây lại đơm hoa kết trái thành từng chùm. Khi chín, quả có vị ngọt sắc, hương thơm ngào ngạt, rất đặc biệt. Trong 5 năm qua có nhiều đoàn khách và giới chơi sinh vật cảnh tìm đến nhà ông Thọ để tận mắt chiêm ngưỡng những cây cảnh quý này. Rất nhiều người trong số đó ngỏ lời muốn mua đứt, nhưng ông Thọ không đồng ý bán. 4 cây tùng giá 12 tỷ. Nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh Sài Gòn bởi đội chữ chơi, đầu năm 2013, ông Phan Xuân Thông, chủ vườn Mai Minh Thùy, quận Thủ Đức, tiếp tục rước về thêm 4 cây tùng từ Nhật Bản. Tính cả chi phí vận chuyển, 4 cây tùng vạn niên, còn được gọi là tùng La Hán của ông, có giá lên đến 12 tỷ đồng. Trong một chuyến sang Nhật tham quan, giao lưu với những nghệ nhân bonsai, ông Thông có duyên được gặp trưởng hiệp hội bonsai thành phố Osaka. Nhờ vậy, ông có dịp chiêm ngưỡng những cây tùng hàng trăm tuổi, quý hiếm. Sau 4 lần sang Nhật hỏi mua, quý trọng sở thích chơi cây kiểng của vị khách đến từ Việt Nam, chủ nhân mới đồng ý bán 4 cây cho ông Thông. Để có thể mang cây từ Nhật về, ngoài sự kiên trì, lòng si cây kiểng, ông Thông còn phải chắc chắn giữ nguyên hiện trạng cây theo đúng phong cách nghệ thuật chơi cây kiểng của Nhật. Chi 4 tỷ mua hoa đỗ quyên cổ thụ. Đứng bên cạnh lô 22 cây hoa đỗ quyên thuộc hàng khủng vừa được đưa về vườn của mình để chăm sóc cho nảy mầm, ông Lê Minh, chủ một vườn cây nổi tiếng ở đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa, Lào Cai, khoe rằng toàn đỗ quyên dạng khủng, có gốc trên 80 tuổi, thậm chí gốc khủng nhất là trên 100 tuổi, đường kính gốc khoảng 50 cm. Ông Minh chia sẻ, hoa đỗ quyên là biểu trưng cho cuộc sống thịnh vượng, phát tài, phát lộc theo ý nghĩa phong thủy. Nếu đặt cây đỗ quyên trong vườn nhà sẽ có tác dụng hóa giải những luồng khí xấu, đem đến hồng vận cho gia chủ. Theo lời của ông Minh,
Hoa đỗ quyên rất đặc biệt, từ khi đâm nụ cho đến lúc nở hoa, kéo dài 7 tháng trời. Vào mùa xuân, tức là thời điểm sau Tết Nguyên đán, cây sẽ nở hoa. Khi ấy, mỗi nụ sẽ bung ra 18 bông hoa, to như miệng chiếc bát tô, khoảng trên 20cm, nhìn đẹp như quả tú cầu. Hoa khoe sắc được khoảng 3 tháng, tức là hết mùa xuân mới tàn. Thế nên, trong giới cây cảnh, ngoài chơi về kiểu dáng, chơi hoa đỗ quyên, còn chơi cả hoa và nụ. Ông cho biết, cách đây không lâu, một vị đại gia trong ngành nhựa ở Hà Nội đã chi tới hơn 4 tỷ đồng để mua 27 cây hoa đỗ quyên về trồng trong vườn của mình trên Sapa. Lô đỗ quyên 27 cây ấy được tính giá cả bằng 150 triệu đồng một cây. Trong đó, cây khủng nhất trên 80 tuổi, cây nhỏ nhất trên 40 tuổi, đường kính gốc khoảng 25cm, ông nói. Mới đây, có một khách tại Sài Gòn đã bay ra Bắc và sau đó đi xe lên tận vườn của ông đặt mua cây đỗ quyên hơn 100 tuổi, đường kính gốc khoảng 40cm với giá lên tới 350 triệu đồng. Ngoài ra, có một khách khác ở Hải Phòng đặt mua cây hoa đỗ quyên siêu khủng 150 tuổi với giá 600 triệu đồng. Đường kính của cây đỗ quyên này lên tới 60cm, vành gốc là 180cm. Cây sung trị giá 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Ngọ, 63 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội, nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh Hà Thành, nhờ sở hữu vườn cây cảnh độc đáo lên tới hàng trăm cây, trong đó có nhiều loại cây thuộc vào hàng quý hiếm, có 102. Khu vườn cây của ông Ngọ có đủ loại như xanh, sen đất, ngâu, tùng cho đến khế, ổi. Mỗi cây lại có một dáng thế khác nhau. Đa phần các cây đều có tuổi đời lâu năm, được ông Ngọ lùng mua ở khắp mọi miền đất nước, sau đó tự mình uốn thế, chỉnh sửa. Trong đó, có một cây sung có tuổi đời khoảng 70 năm, được ông Ngọ mua của một tay chơi sinh vật cảnh ở Hải Dương. Cây có dáng lão, cao khoảng 3 mét, từ ngọn vươn ra 5 cành nhánh trông khá đẹp mắt và ấn tượng. Cây ra quả quanh năm, mọc sung xuê thành từng chùm, từ gốc đến ngọn. Theo ông Ngọ, cây được định giá vào khoảng 300 triệu đồng. Siêu cây mâm xôi con gà, giá 6 triệu đô. Siêu cây mâm xôi con gà là cây xanh cổ thụ có tuổi đời hơn 150 tuổi. Năm 2010, trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, cây được giới chuyên môn xếp vào tứ kỳ mộc của đất ngàn năm văn vật. Chủ nhân của siêu cây này là ông Nguyễn Nam Thành ở Việt Trì, Phú Thọ. Nguồn gốc của siêu cây này vẫn còn nhiều tranh cãi. Có người cho rằng cây có xuất xứ từ thôn Ngô Sài, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai thuộc Hà Tây cũ của dòng họ Phạm. Năm 1996, họa sĩ Đặng Xuân Cường, Cường Họa Sĩ, một nghệ nhân khá nổi tiếng ở đất Hà Thành, đã phát hiện, tìm mua và trực tiếp tạo dáng cho cây cảnh này. Năm 2008, ấn tượng với dáng vẻ độc đáo, xuất thần của siêu cây mâm xôi con gà, ông Nguyễn Nam Thành quyết định bỏ tiền để mua đứt. Thời điểm đó, theo nhiều tay chơi cây cảnh, cây mâm xôi con gà có giá vào khoảng 6 tỷ đồng, tương đương với một chiếc Rolls Royce. Siêu cây mâm xôi con gà nổi tiếng trong cuộc triển lãm sinh vật cảnh vào năm 2010. Thời điểm đó, ông Nam Thành cho hay đã chi khoảng 600 triệu đồng để in 10 vạn ảnh về siêu cây này cho người yêu cây cảnh thưởng lãm. Theo nhiều người chơi cây cảnh, sở dĩ cây mâm xôi con gà này tạo được sức hút là bởi nó hội tụ đủ 4 yếu tố cổ, kỳ, mỹ, văn và giống như một bức tranh thiên nhiên hoàn thiện với tay ngón long quần thủ, bông tán tản vân, thân vách dáng làng, thạch thụ tương sinh. Tháng 4 năm 2012, siêu cây triệu đô của đại gia đất Việt Trì đã được lên trang bìa của tạp chí về nghệ thuật chơi cây cảnh BCI của Mỹ. Trong một triển lãm sinh vật cảnh, mâm xôi con gà được định giá 6 triệu USD, tương đương với 120 tỷ đồng. Gốc bằng 600 tuổi như hang động được trả giá 35 tỷ đồng mà chủ nhân không bán. Một người đàn ông ở Sóc Trăng đang sở hữu gốc bằng đá cổ thụ có tuổi thọ trên 600 năm tuổi, đường kính lên đến 14 mét. Thời gian gần đây có nhiều người đến xem và có người muốn mua lại nó với giá 35 tỷ đồng, nhưng chủ nhân gốc bằng đá vẫn không bán. Chủ sở hữu gốc bằng đá nói trên là ông Mai Kiên, 67 tuổi, ngụ tại đường Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Ông là người gắn bó với nghề gỗ trên 40 năm. Vào năm 2014, ông Mai Kiên có dịp đi ngang qua đình thần ở ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, thì thấy hai gốc bằng đá rất lớn. Được biết, cây bằng này có từ mấy trăm năm trước, nhưng một cây đã chết. Qua tìm hiểu,
ông Kiên được biết đã có nhiều nhóm người nhận lời đốn cây, nhưng một thời gian ngắn thì họ không đốn nữa, bỏ luôn tiền công cho phần đã đốn mà không nói lý do vì sao. Trao đổi với chúng tôi, ông Kiên bày tỏ khi nhìn thấy gốc cây bằng này, ông phát hiện có nhiều hình thù đẹp, cuốn hút nên đã hỏi mua người phụ trách Bình Thành với giá 35 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, ông Kiên thuê người chọn thời gian phù hợp cho người và phương tiện vào đào đưa gốc cây về nhà. Theo ông Kiên, các nhà khoa học về thực vật qua xem xét đã đánh giá tuổi của củ bằng đá này có tuổi từ 600 đến 700 năm trở lên. Trước đây, cây xanh tốt, nhưng cách đây 2 năm, không hiểu vì lý do gì, cây bị rụng lá và chết. Ông mua gốc bằng đá này về để làm cảnh. Sau khi đưa được thân bằng này về nhà, ông Kiên cho người gia công để tạo thành một gốc cây với nhiều hình thù rất đẹp, rất lắm mắt khiến nhiều người thích thú, luôn tìm đến để xem. Để bảo quản gốc bằng, ông thuê làm một căn nhà rộng hàng trăm mét vuông với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để làm nơi trưng bày. Theo lời của ông Kiên, sau khi đưa gốc bằng về, có người đến xem và hỏi mua với giá trên 2 tỷ đồng, nhưng ông không bán mà chỉ để lưu lại làm kỷ niệm về một gốc cây có 102 ở địa phương. Sau đó, có nhiều đại gia, người chơi cây cảnh biết ông Kiên sở hữu gốc cây khủng, tìm đến để hỏi mua với giá hàng chục tỷ đồng, nhưng không thuyết phục được ông. Ông Kiên cho biết thêm, mới đây có một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hỏi mua với giá 35 tỷ đồng, nhưng ông không bán bởi ông coi đó là một kỷ niệm đẹp, một cơ duyên hiếm có trong đời làm cây cảnh của mình.